Xin chào các bạn đã trở lại với cả video tiếp theo của mình nha. Mình là Huyền đây, thì trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy ba thanh kiếm huyền thoại của Zoro. Trước cái video thì mình xin chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, và nếu các bạn thấy video hay thì nhấn like và đăng kênh để ủng hộ mình. Ok, đầu tiên là các bạn cần phải tìm cho mình một con NPC bán kiếm ở bên C2 ấy. Đây là NPC bán kiếm huyền thoại mà nó chỉ xuất hiện 4 tiếng một lần thôi. Nó sẽ bán cho bạn một trong ba thanh kiếm huyền thoại với giá là 2 triệu Belly. Thì để tìm được nó thì các bạn cần phải quay trở lại quán cà phê và các bạn sẽ nói chuyện cho mình một con NPC có tên là người quản lý ở chỗ này này. Đây, con này, các bạn sẽ ấn vào nó nha. Thì nó sẽ thông báo cho các bạn một cuộc hội thoại. Là vẫn còn quá sớm để bạn có mặt ở đây, thì các bạn sẽ đợi cho mình 10 phút nha. Và nếu như nó không hiển thị như thế mà hiển thị như thế này, thì có nghĩa là các bạn chưa hoàn thành cái nhiệm vụ đấu trường Nam Á. Bạn nào mà chưa biết cách làm nhiệm vụ đó thì các bạn có thể xem lại cái video lấy mũ chiến binh của mình, sẽ để ở dưới phần mô tả cho các bạn xem nha. Và sau khi các bạn đợi 10 phút xong thì các bạn sẽ quay trở lại con NPC người quản lý, các bạn sẽ nói chuyện nó thêm một lần nữa. Thì nó sẽ hiển thị một trong các cuộc hội thoại như sau. Nếu như hiển thị cuộc hội thoại như này, để ý dòng cuối cho mình nha. Những gì tôi nghe được ấy thì khoảng tầm 3 tiếng nữa là con ông NPC bán kiếm sẽ xuất hiện. Bạn nào trên server thì cứ treo thôi, còn nếu bạn treo server thường thì mình nghĩ các bạn nên đổi server đi, vì rất là lâu luôn ấy. Rồi, nếu mà như nó hiển thị một cuộc hội thoại như thế này, để ý dòng cuối cho mình nha, kiểm tra lại với tôi sau ấy, thì khoảng tầm 1 tiếng 15 phút nữa là ông NPC bán kiếm sẽ xuất hiện nha. Thì các bạn có thể đợi, nếu bạn kiên nhẫn có thể đợi, còn không thì các bạn đổi server khác cũng được. Theo mình là đổi server khác đi. Tiếp theo, nếu mà hiển thị một cuộc hội thoại như này, mọi người ở đây là nói về ấy, thì các bạn chuẩn bị cho mình lấy kiếm nhá. Bởi vì 15 phút nữa là ông NPC bán kiếm sẽ xuất hiện, thì các bạn cứ chuẩn bị trước mình, đợi lên tư thế sẵn luôn. Rồi, và nếu như nó hiển thị cuộc hội thoại như này thì có nghĩa là NPC bán kiếm đã xuất hiện rồi. Các bạn cần phải tìm nó nhanh chóng vào nhá, bởi vì các bạn sẽ có 15 phút để tìm kiếm thôi. Mình khuyên các bạn nên dùng một trái như kiểu như trái cửa hoặc là trái ánh sáng ấy, để chúng ta có thể tìm nhanh hơn, bởi vì người chơi khác cũng có thể tìm được NPC này. Đó. Và nếu như nó hiển thị là đoạn hội thoại như này, anh ấy là rời đi cách đây không lâu, thì có nghĩa là NPC này biến mất rồi, hoặc là có ai đó đang mua mất cái kiếm rồi, vì nó không giống như là NPC bán haki đâu, mua phát là mất luôn ấy. Nên các bạn cố gắng làm sao mà tìm thật nhanh cho mình nhá. Rồi mình sẽ chờ cái NPC kia xuất hiện nhá. Ok, và sau 4 tiếng trôi qua thì mình đang chờ được rồi. Rồi mình sẽ ấn vào cái NPC này mà nói chuyện nhá. Thì đây, nó sẽ hiển thị của cuộc thoại như này này. Đó, giờ sẽ đi tìm nhanh chóng nha các bạn. Tiện thể em sẽ chỉ cho các bạn luôn vị trí xuất hiện của NPC này nhá. Thì đầu tiên là xuất hiện ở chỗ này này. Đó. Đây, ở sau cái, nói chung là một cái tảng đất gần cái chỗ bot Jeremy ấy. Rồi, xuất hiện ở vị trí này. Thì đây chính là vị trí đầu tiên, là vị trí thứ nhất nha các bạn. Bạn cố gắng tìm đến chỗ này nhá. Ok, tiếp theo mình sẽ chỉ các bạn vị trí thứ hai ở đấu trường Nam Á. Thì các bạn sẽ đi theo mình nhá. Chúng ta sẽ tên lên kia. Thì sẽ ở trên tầng 3 nha các bạn. Nó từ đi chỗ này. Mình đang vừa tìm kiếm vừa làm video luôn các bạn. Đây. Đó, thì đây trên vị trí thứ hai mà là tên này sẽ xuất hiện nhá. Thì bạn nhớ tìm nhanh cho mình nhá. Đây, trong cái ô này, nếu không có thì các bạn để tìm ô các ô bên cạnh. Rồi, tiếp theo là vị trí thứ ba thì mình sẽ đi chuyển cho các bạn xem nhá. Chung vị trí thứ ba là ở cảng 1 ấy, bạn dùng chiếc cửa bạn có thể dịch chuyển lên cảng 1. Ở chỗ này này. Thì nếu thì các bạn nhớ là di chuyển nhanh nhá, vì cũng rất nhiều người chơi khác tìm kiếm này nha. Nếu bạn xem VIP thì không sao, còn xem vật thường thì phải di chuyển thật nhanh mà. Đó. Ok, tiếp tục vị trí thứ ba này. Ở đoạn này mình sẽ đi vào trong cái chỗ này nhá. Đây. Từ từ á. Không biết là có xuất hiện không đây. Hình như là không rồi các bạn ơi. Nhìn này không rồi. Thì đây là vị trí thứ ba là sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bạn nhớ là vị trí thứ ba ở chỗ này nhá. Nhớ kỹ nha. Ok, vậy là ở đây không có rồi. Giờ mình sẽ chỉ cho bạn vị trí tiếp theo nha. Giờ em sẽ dịch chuyển ra cái chỗ cảng 3 đi. Thì ở cảng 3 các bạn sẽ ra cho mình cái chỗ vườn thực vật nhá. Bạn sẽ đeo cho mình cái cây khổng lồ kìa. Đó. Thì các bạn có thấy ở trước mặt mình có một cái lá không? Thì đây chính là vị trí thứ 4 mà con NPC bán kiếm xuất hiện nhá. Sẽ đeo cho bạn này. Đó, sẽ ở chỗ này này. Bạn nhớ kỹ ở chỗ cái lá này nhá. Nhìn xuống là sẽ có cây lớp màu vàng kìa. Đó. Rồi, và nếu hình như chỗ này không có rồi. Rồi chúng ta sẽ đến vị trí tiếp theo, vị trí thứ 5 nhá. Vị trí thứ 5 thì các bạn sẽ nhảy xuống đây cho mình. Thì đây chính là cái vị trí thứ 5 mà con ông NPC bán kiếm sẽ xuất hiện. Thì sẽ ở gần cái chỗ con boss Fajita nhé. Đây, chỗ này này. Chính giữa chỗ này luôn. Rồi, tiếp tục mình sẽ đến cái chỗ nghĩa địa nha. Rồi, khi các bạn đến chỗ nghĩa địa thì các bạn sẽ neo mình lên cái chỗ này nhá. Chỗ cao nhất đấy. Đó. Thì ở đây chính là cái vị trí thứ 6 mà NPC bán kiếm sẽ xuất hiện. Hình như là nó không xuất hiện chỗ này rồi. Thì bạn nhấn chỗ vị trí nhường cho mình nhé. Ok, chắc là chúng ta phải đến cái vị trí cuối cùng thôi. Thì vị trí cuối cùng là cái chỗ vùng xa xôi. Mình sẽ dùng trái cửa mình di chuyển chỗ này nhá. Thì ở đây là vị trí NPC bán kiếm sẽ ở chỗ này. Ủa? Không có luôn ạ.
Từ từ á, hình như là mình vừa tìm sót chỗ nào đó rồi. Chắc là mình sẽ tìm lại nha các bạn, có đợi mình một chút nha. Ok, thì vừa nay mình tìm sót chỗ này nhá. Thì ông NPC này là ở đằng sau các bạn, nói chung là không phải phải sai vị trí đâu, mà chỉ gọi là hơi nhầm một chút thôi. Thì đây chính là NPC bán kiếm huyền thoại. Nó mặc áo màu đen nha các bạn, chứ không phải mặc áo màu trắng như ông NPC bán haki màu đâu. Thì hiện tại mình mới sở hữu hai thanh kiếm là Wando và Sadi thôi. Không biết là mình có mua thanh kiếm Shisui không? Ôi, thôi chết rồi. Kiếm Sadi các bạn ạ. Kiểu này toang rồi. Treo 4 tiếng bị trùng kiếm. Mình khuyên các bạn là nếu bạn treo server VIP thì mình thì nó hơi rủi ro một chút là các bạn có thể bị trùng kiếm nha. Nên mình nghĩ các bạn nên gọi là tìm mà xem vật thường thôi. Đó, chắc là giờ mình phải treo lại cái kiếm này thôi. Không phải treo lại mà treo tiếp luôn đấy. Đó, tiêu treo thêm 4 tiếng nữa. Rồi, thì vừa mình vừa treo thêm 4 tiếng nữa rồi. Hiện tại mình đang đi tìm cái kiếm xui xui nha các bạn. Đó, dịch chuyển lên chỗ này nè. Đâu rồi, đây rồi. Từ đó, mình sẽ chat cho mấy bạn này là có NPC này rồi nhá. Đó, không biết là có được cái kiếm Shisui không? Hên xui cho các bạn ơi. Hơi đen ấy, không biết có được không? Hồi hộp quá. Từ từ, mình sẽ gọi là ấn vào nó nhá. Đây, xuyên ở trong cái chỗ này nhá, như vừa nãy mình bảo nhá. Đó. Thử mua nào. Ui, sợi. Vậy là mình đã có đủ 3 thanh kiếm huyền thoại của Zoro rồi nha các bạn. Đây, cho bạn xem nhá. Kiếm Shisui này. Đó, chắc video sau mình sẽ lấy cái kiếm tam kiếm cho các bạn xem nhé. Kép 3 thanh kiếm này thành tam kiếm. Đó, khá đẹp luôn. Ôi, bạn này tập bật tập V4 là khá là khó chịu nhá. Chắc là mình phải dịch chuyển về cái chỗ quán cà phê thôi. Đây, giờ mình cho các bạn xem cái kiếm Shisui của mình nhá. Khá đẹp luôn. Đó, mình thấy các bạn bảo là cái kiếm này đẹp nhất trong 3 thanh kiếm và mạnh nhất nha. Ok, thì nói chung là mình đang hướng dẫn bạn cách lấy 3 thanh kiếm huyền thoại của Zoro rồi. Và nếu bạn cảm thấy video hay thì nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Rồi mình xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.